Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang hoạt động với cường độ cao nhất từ trước đến nay. Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện sản xuất vũ khí nhiều gấp 7 lần so với các nước phương Tây. Ấn phẩm New York Times lưu ý, khi bắt đầu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, việc sản xuất tên lửa ở Liên bang Nga đã giảm do các lệnh trừng phạt, nhưng đến cuối năm 2022, tốc độ đã tăng lên rõ rệt. Tờ báo Mỹ cho biết, với sự trợ giúp của các dịch vụ đặc biệt, Nga đã nhận được linh kiện cần thiết để sản xuất vũ khí thông qua những nước thứ ba. Đồng thời, Moscow nỗ lực nhập khẩu các loại chip thông thường được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và sử dụng chúng trong việc lắp ráp vũ khí. Một quan chức cấp cao của phương Tây nói với tờ báo New York Times rằng, trước chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga sản xuất khoảng 100 xe tăng mỗi năm, bây giờ con số này đã tăng lên 200. Bên cạnh đó, hiện Nga sản xuất khoảng 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm, gấp đôi con số mà các cơ quan tình báo phương Tây ước tính. Không chỉ có vậy, việc sản xuất vũ khí trong nước có giá thành rẻ hơn nhiều. Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật ông Boris Gopnosov bày tỏ quan điểm rằng, lực lượng vũ trang Nga sẽ không bao giờ hết tên lửa vì các chuyên gia hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra. Trước đó, ông Putin cũng thông báo rằng Liên bang Nga sản xuất nhiều tên lửa phòng không bằng tổng số lượng của tất cả các nước khác cộng lại. Sản lượng vũ khí Nga hiện chưa đủ bù đắp tổn thất trên chiến trường. Tuy nhiên, thông tin trên gây không ít nghi ngờ, thể hiện qua việc quân đội Nga đang phải gọi tái ngũ ngày càng nhiều xe tăng lạc hậu như T-55 hay T-62 từ các kho dự trữ. Không chỉ có vậy, trong cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, xuất hiện thông tin Moscow đang đề nghị Bình Nhưỡng viện trợ đạn pháo và nhiều loại vũ khí cơ bản khác. Điều này đặt ra câu hỏi về con số thống kê trên. Theo The New York Times, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.